Và trong thời điểm này, thay vì chúng ta thổi nến thì chắc là sẽ nhờ năm em sẽ nói ra cái ước nguyện của mình trong cái tuổi mới là như thế nào. Nam em xin cảm ơn mọi người đã hát tặng ca khúc Happy Birthday cho Nam em. Và ước nguyện của Nam em trong tuổi mới là khi chuyển sang con đường ca hát, quý vị sẽ đón nhận những sản phẩm của Nam em và ủng hộ cho Nam em hết mình. Đó là niềm vui mà Nam em cảm thấy rất vui và rất vinh dự ạ. Quý vị thấy sao? Dạ. Quý vị đồng ý thì dành một tràng vỗ tay to hơn nữa đi ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.